Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nam tài xế dương tính với ma túy, hất văng cán bộ cảnh sát lên nắp capo khi bị dừng xe. Công an Hà Nội cho biết, Công an huyện Thanh Trì đang điều tra làm rõ việc có dấu hiệu chống người thi hành công vụ xảy ra vào trưa 1 tháng 4 tại xã Ngũ Hiệp. Được biết, tại thời điểm trên, tổ tuần tra kiểm soát đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Thanh Trì làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực đường Ngũ Hiệp thuộc xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh kiểm tra, đối với xe ô tô Mazda 29A45000, lái xe đã giảm tốc độ vào khu vực kiểm tra rồi bất ngờ tăng ga, lao thẳng vào tổ công tác, hất văng một cán bộ lên nắp capo xe. Sau đó, xe tiếp tục di chuyển khoảng 200m, thì cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Thanh Trì rơi xuống đường và được đưa đi bệnh viện kiểm tra, hiện sức khỏe ổn định. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an Thanh Trì đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, yêu cầu chủ xe ô tô là NVT tên viết tắt, 32 tuổi, trú tại địa bàn huyện, đưa xe về Công an huyện Thanh Trì làm việc để phục vụ công tác điều tra. Chủ phương tiện khai nhận không phải là người điều khiển phương tiện mà cho mượn xe. Lực lượng công an thành phố đã khẩn trương truy tìm, đến 17:30 bắt giữ được người nghi vấn điều khiển xe ô tô trên và đưa về công an để làm việc. Người này dương tính với ma túy và công an đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Lời khai của tài xế Mazda CX-5 hất công an lên nắp capo ở Hà Nội. Trong diễn biến liên quan đến sự việc, tài xế dương tính với ma túy rồi hất cảnh sát lên nắp capo sau 5 giờ truy bắt, Công an huyện Thanh Trì bắt giữ tài xế ô tô Mazda CX-5 lao vào tổ công tác, hất cảnh sát lên nắp capo và đưa về trụ sở để lấy lời khai. Theo đó, ngày 1 tháng 4, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội bắt giữ Nguyễn Việt Cường, 19 tuổi, ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Nguyễn Việt Cường là người lái xe ô tô Mazda CX-5, biển kiểm soát 29A45000, hất cảnh sát lên nắp capo. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Việt Cường khai nhận khoảng 12:30 cùng ngày, Cường mượn xe ô tô trên của NVT, sinh năm 1992, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội để đi. Khi lưu thông đến khu vực đường Ngũ Hiệp thuộc địa phận thôn Tương Trúc, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Cường bị tổ tuần tra kiểm soát công an huyện Thanh Trì dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Do lo sợ sẽ bị xử lý, chưa có bằng lái xe và đang trong thời gian chấp hành án, nên Cường đang tăng ga, lao vào tổ công tác, hất văng đại úy Đình Văn Ngọc lên nắp capo ô tô rồi bỏ chạy. Sau đó, chiếc xe này tiếp tục di chuyển khoảng 200m thì cán bộ cảnh sát rơi xuống đường. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Thanh Trì đã yêu cầu chủ xe là NVT lên phục vụ công tác điều tra. Chủ phương tiện khai nhận không phải là người điều khiển mà cho người khác mượn xe. Đến 17:30, cảnh sát đã bắt giữ được Cường và đưa về trụ sở công an làm việc. Qua xét nghiệm, cảnh sát xác định Cường dương tính với ma túy, không có nồng độ cồn trong khí thở. Nữ quân nhân vi phạm nồng độ cồn bị điều chuyển công tác. Nguồn tin Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Bộ Quốc phòng đã thống nhất điều chuyển công tác nữ thiếu tá Lê Thị N tên viết tắt công tác tại Bệnh viện Quân y 211 đến nơi công tác khác do vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Liên quan vụ việc này, Bệnh viện Quân y 211 đã họp và đưa ra hình thức kỷ luật về mặt đảng, chính quyền gửi đến Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 xem xét. Như đã đưa tin, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35,6 triệu đồng đối với bà Lê Thị N, 42 tuổi, ngụ tổ 8 phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, do có hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng B2, thời hạn 2-3 tháng. Cụ thể, bà N điều khiển xe ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn 0,699mg trên 1 lít khí thở, không mang giấy phép lái xe và không mang giấy đăng ký xe. Trước đó, vào khoảng 21 giờ 11 phút ngày 29 tháng 2, Công an thành phố Pleiku đo nồng độ cồn, phát hiện bà Lê Thị N điều khiển xe ô tô 81A-32333 mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Kết quả đo 0,699mg trên 1 lít khí thở. Tại Hà Nội vừa xảy ra một trường hợp vi phạm nồng độ cồn hy hữu khi nữ tài xế sau khi say xỉn đã xuống xe mắng chửi người đi xe máy, đồng thời còn tự nhận mình là cháu của một bộ trưởng. Cụ thể, theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 5 tháng 3, ô tô biển kiểm soát Hà Nội do một nữ tài xế điều khiển đang di chuyển trên đường Trần Cung hướng đi Phạm Văn Đồng đã va chạm với một xe máy đang dựng sát vỉa hè đối diện khu vực số 38 Trần Cung.
Một số nhân chứng cho biết sau khi va chạm, nam thanh niên đi xe máy có gõ cửa ô tô hỏi nữ tài xế đi kiểu gì thế, thì bị nữ tài xế lớn tiếng mắng chửi. Nữ tài xế còn nhận mình là cháu của một bộ trưởng. Công an Hà Nội cho hay, sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông số 6 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đã đến hiện trường giải quyết. Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định người điều khiển ô tô là chị LHT tên viết tắt ngụ quận Tây Hồ Hà Nội, người điều khiển xe máy là anh NVA ngụ quận Bắc Từ Liêm Hà Nội. Kiểm tra nồng độ cồn với chị LHT cho kết quả 0,573mg trên 1 lít khí thở. Anh NVA không có nồng độ cồn. Tiếp đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã đưa hai tài xế vào bệnh viện để xét nghiệm máu, kiểm tra chất kích thích và tạm giữ hai phương tiện nói trên. Cũng theo công an, sau khi xảy ra sự việc, một số trang mạng xã hội đưa tin chị LHT tự xưng mình là cháu của một bộ trưởng. Lực lượng chức năng đã xác định chị LHT không có bất kỳ quan hệ gì với lãnh đạo bộ. Hiện đội cảnh sát giao thông số 6 đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định. Cơ quan chức năng đã vừa phạt nữ tài xế say xỉn gây tai nạn trên đường Trần Cung, rồi xưng bản thân là cháu lãnh đạo tổng số tiền 35 triệu đồng, tước bằng lái xe 23 tháng. Người đăng tin trên Facebook sai sự thật về vụ tai nạn này cũng bị phạt 7,5 triệu đồng. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nữ tài xế LHT, tên viết tắt, 36 tuổi, ngụ quận Tây Hồ, về hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Theo đó, với lỗi vi phạm nêu trên, bà LHT bị xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt là 35 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng bằng lái xe với thời hạn 23 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành, ngày 11 tháng 3. Ngoài ra, với hành vi vi phạm liên quan đến vụ tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội đang củng cố hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt theo quy định. Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 5 tháng 3, bà LHT điều khiển ô tô di chuyển trên đường Trần Cung hướng đi Phạm Văn Đồng. Khi đến khu vực đối diện số 38, Trần Cung, Cầu Giấy, ô tô đã va chạm với một xe máy đang dựng sát vỉa hè. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đã đến hiện trường giải quyết. Lực lượng chức năng xác định, thời điểm xảy ra va chạm, bà LHT có nồng độ cồn trong hơi thở là 0,573mg trên 1 lít khí thở. Người điều khiển xe máy là anh NVA, trú quận Bắc Từ Liêm Hà Nội không có nồng độ cồn, cả hai đều âm tính với chất ma túy. Bên cạnh đó, Công an Hà Nội cũng cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05 phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin liên quan vụ va chạm giao thông xảy ra vào ngày 5 tháng 3 tại đường Trần Cung, quận Cầu Giấy. Cụ thể, thông tin đăng tải có nội dung rằng người vi phạm giao thông là con cháu của một lãnh đạo Bộ Công an. Từ bài đăng này, đã có nhiều trang fanpage và trang Facebook cá nhân chia sẻ đăng tải lại gây dư luận không đúng, bình luận tiêu cực. Công an Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật về người vi phạm trong vụ va chạm giao thông gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lãnh đạo Bộ Công an và Công an Hà Nội. Chủ tài khoản Facebook sau đó bị xử phạt 7,5 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 15/2020. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!